hơn 1.000 người Việt bị trục xuất khỏi Campuchia, tính từ Campuchia. The Phnom Post đưa tin hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 10, gần 2.000 người đã bị trục xuất khỏi Campuchia trong 9 tháng đầu năm, mà phần lớn trong số đó là người Việt Nam. Con số chính xác được Tổng cục Xuất nhập cảnh Campuchia đưa ra là 1.919 người bị đuổi ra khỏi nước này, 90% là người Việt. Tỷ lệ người Việt Nam bị trục xuất khỏi Campuchia ngày càng gia tăng, trong năm 2014, từ tháng 7 đến tháng 12, đã có 1.307 người bị đuổi ra khỏi Campuchia, trong đó người Việt chỉ chiếm 80%. Ngoài những công dân Việt, người di cư bất hợp pháp cũng đến từ các nước trung cộng Nigeria, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Ý, tất cả đều đã bị trục xuất. Ông Okai Sela, trưởng điều tra tại Cục xuất nhập cảnh cho biết, hầu hết trong số họ không có hộ chiếu hoặc đã sử dụng hộ chiếu không hợp lệ, trong khi một số không có thị thực giấy phép làm việc hoặc cư trú. Theo ông Kat Sarat, giám đốc của các trạm kiểm soát quốc tế Bavet, những người di cư bất hợp pháp ở đây đã bước vào đất nước Campuchia. Thông qua các tuyến đường bất hợp pháp, các cánh đồng và khu rừng nhiệt đới, nhóm nhân quyền Nijakriya Akhok hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ về con số những người bị trục xuất, nhưng nhấn mạnh rằng những người bị đe dọa trục xuất phải được đối xử công bằng.